Nhau đi thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện build cái môi trường để chúng ta chạy sát, và cái nữa đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm ở trong sát, được chưa các bạn? Thì có bạn hỏi anh là nếu mà không sử dụng sát thì chúng ta có dựng giao diện cho một trang được hay không? Chắc chắn rồi, không vấn đề gì cả. Ok chưa các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng đã làm khá là nhiều những cái demo cũng như là những cái giao diện mà chúng ta học ở phần CSS rồi. Rõ ràng là chúng ta không cần phải sử dụng bất kỳ một thuộc tính CSS nào. Bất kỳ một cái khái niệm gì về sát mà chúng ta vẫn có thể dựng được một cái giao diện hoàn chỉnh chạy cho desktop và mobile. Kiểu như vậy. Được chưa? Đó. Thì cái câu hỏi như anh vừa hỏi các bạn đấy là nếu không có sát thì chúng ta có thể dựng được giao diện hay không? Thì hoàn toàn là không vấn đề gì, không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Vậy thằng sát nó sinh ra để làm gì? Thì anh giới thiệu tổng quan một chút thôi. Thì sát nó sinh ra để giúp chúng ta viết CSS nó nhàn hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn, hay nói khác là nó nhanh hơn, giúp cho chúng ta phát triển giao diện nó nhanh hơn. Thì cụ thể chúng ta có một cái document về sát ở đây. Anh sẽ show lên cho các bạn. Đây, các bạn chỉ cần gõ sát như thế này là các bạn sẽ thấy là đây là cái trang chủ của sát, và trong đây nó có document để chúng ta có thể triển khai. Được chưa? Nếu những bạn mà mới làm quen với sát và không quen với English thì các bạn có thể vào trang này. Đây, như link hôm trước anh gửi đó. Hôm trước anh gửi đâu nhỉ? Anh sẽ vào từ đây đi. Đây. À không phải cái này. Anh chưa gửi cho các bạn thì phải. Đây. Thì sẽ có một cái liên quan đến sát. Đây. Thì làm thế nào để chúng ta có thể chạy được nó? Thì các bạn có thể xem qua cái bài hướng dẫn này. Và hôm nay anh sẽ cùng các bạn đi tạo cái môi trường để chúng ta chạy được sát. Thì sát nó sẽ có hai phiên bản các bạn nhé. Khi mà các bạn làm việc với sát thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái phiên bản. Anh tạo ra một file document ở đây để anh sẽ giới thiệu qua về sát. Thì sát nó được phát triển dưới nền tảng của một ngôn ngữ là Ruby các bạn nhé. Nó bay của nó được bay trên Ruby. Ok chưa? Đó. Và nó có hai phiên bản khi mà chúng ta code, tức là nó có hai phiên bản. Có hai phiên bản. Phiên bản này. Đó là SCSS và SASS sát như thế này. Thì phiên bản SCSS thì nó là phiên bản mà chúng ta sử dụng nhiều. Đây, thì cái này nó sẽ là được sử dụng nhiều. Cái này sử dụng nhiều. Và nó gần giống với CSS. Nó cú pháp thì nó gần giống với CSS. Cú pháp giống với CSS luôn. Giống với CSS các bạn nhé. Đó, và anh cũng chỉ giới thiệu cho các bạn cái viết thằng SASS thôi. Bản thân anh cũng không sử dụng thằng sát cú pháp của SASS. Nên là anh cũng không muốn giới thiệu cho các bạn. Thì cú pháp nó khác nhau như thế này để các bạn thấy được cái sự khác nhau giữa hai phiên bản khi chúng ta dùng sát. Đó là gì? Ví dụ cùng là thuộc tính body. Body như thế này thì chúng ta cùng thuộc định nghĩa color bằng red như thế này. Thì đối với thằng sát chúng ta vẫn viết giống CSS. Đây là phiên bản dành cho SCSS này. Đó. Thì chúng ta sẽ viết như thế này. Còn đối với phiên bản là SASS thì cách viết của nó sẽ là body như thế này và cách vào bên trong như thế này. Tức là nó sẽ không còn dấu ngoặc nhọn kia nữa. Color red. Đó, nó sẽ như thế này. Được chưa? Tức là nó sẽ xóa đi những cái râu ria đi và nó viết như thế này. Và nó sẽ phân biệt từng cái selector, từng cú pháp thông qua cái thuật đầu dòng và xuống dòng như thế này. Được chưa? Ví dụ như là item chẳng hạn. Thì nó sẽ viết như thế này. Ví dụ như background bằng blue chẳng hạn. Đó, kiểu như vậy. Nó sẽ khác nhau về cú pháp viết. Thì anh sẽ không lựa chọn cái này để hướng dẫn các bạn nhé. Mà anh vẫn lựa chọn cái phiên bản SCSS của nó để chúng ta viết. Được chưa? Đó. Thế đây chỉ là một cái dạng để chúng ta compile. Khi mà chúng ta viết như thế này thì chúng ta sẽ phải cần một cái công cụ để chúng ta compile code từ sát sang CSS. Tại sao lại như vậy?
Nếu mà các bạn mới nhìn vào đây thì các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ nói là à ô, ở đây rõ ràng là cái cú pháp của nó đang là CSS mà, tại sao chúng ta cần phải chuyển nó sang CSS làm gì nữa. Nhưng thực tế là không phải như vậy, bởi vì thực tế trong CSS nó à, trong sát nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái hàm hay những cái phương thức để chúng ta viết code, để chúng ta kế thừa code. Anh lấy ví dụ anh có một cái hàm như thế này, sau đó anh include như thế này chẳng hạn, sau đó anh để là menu, thì như thế này thì CSS thông thường nó sẽ không hiểu được đó, mà chúng ta sẽ phải compile ra. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi build cái môi trường cho nó bây giờ. Thế để compile code CSS thì chúng ta sẽ compile nó ở dưới môi trường là Node.js các bạn nhé. Nên là đấy là lý do mà anh yêu cầu các bạn phải cài Node.js lên. Thì hiện tại version Node.js của anh ở đây, à sorry, Node-v đang là 16. Hình như cái này đang là mới nhất thì phải, bản 17 đang là beta, anh nhớ không nhầm là như vậy. Đó, thì hiện tại các bạn cài cứ cài bản mới nhất thôi, không vấn đề gì nhá. Ok chưa? Rồi. Ok, quay trở lại đây. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với nó như thế nào, thì các bạn có thể xem cái hướng dẫn này. Các bạn làm cùng anh luôn ở đây nhá. Phần này thì anh muốn là các bạn làm được luôn để chúng ta có thể hiểu về nó luôn. Ok chưa? Các bạn có thể vào cái link này để mà cùng anh thực hiện một cái ví dụ. Đó, các bạn cài sát lên, thì nếu mà các bạn sử dụng ở Windows thì cái hướng dẫn này nó sẽ phù hợp với các bạn hơn. Ok chưa? Thì sau khi cài nốt xong thì các bạn có thể cài thằng sát global như thế này. Ví dụ anh cài sát global như thế này. Đó, các bạn. Sau khi cài nốt xong thì mặc định trên máy của các bạn nó sẽ có npm nhé. Bởi vì npm nó là một cái công cụ để chúng ta quản lý các backkit của JavaScript nói chung. Ok chưa? Sau khi cài nốt xong thì chắc chắn các bạn sẽ có npm ở trên máy. Lớp mình đã có hết nốt ở trên máy chưa? Các bạn đã cài xong nốt ở trên máy chưa? Đối với phần sát này anh sẽ cố gắng là chúng ta sẽ cùng nhau xử lý hết các kiến thức, cái concept quan trọng trong phần sát trong một buổi thôi. Và từ buổi sau là các bạn có thể ứng dụng vào để làm. Được chưa các bạn? Rồi ok, anh mặc định là các bạn đã có nốt ở trên máy rồi nhá. Quay trở lại đây. Vậy ở đây chúng ta sẽ đây thì các bạn sẽ nhìn thấy sass trừ trừ version. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy này. Được chưa? Ok, thì các bạn sẽ thấy một cái version như thế này. Bây giờ anh sẽ tạo ra một cái demo đơn giản như thế này để các bạn có thể hiểu được. Thì anh giả sử, rồi anh giả sử ở đây anh sẽ tạo ra một cái file sát. Đó, ví dụ anh để là app.js, app.scss như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy ở trên VS Code nó cũng đang detect cho anh là đây là file sát. Được chưa? Được chưa các bạn? Anh sẽ zoom to lên để các bạn có thể nhìn thấy được. Rồi, ok, quay trở lại đây, anh sẽ tạo ra một cái, có lẽ là anh sẽ tạo ra một cái gọi là thư mục ở trong đây, gọi là basic hoặc là concept đi. Mà thôi, anh sẽ tạo ra một cái file index ở đây, chấm html, được chưa? Và đồng thời anh sẽ tạo ra một file là css. Trong đây chúng ta sẽ có một file là style như thế này. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cấu trúc trang HTML5 như thế này. Được chưa các bạn? Full cost giả sử như vậy. Anh để như thế này. Được chưa? Và anh sẽ nhúng vào cái gì? Anh sẽ nhúng vào trang này của chúng ta. Anh sẽ đưa thằng này lên đầu đi. Đó. Và anh sẽ đưa vào đây một cái link. Link của chúng ta anh sẽ viết như thế này cho nó nhanh. Đó, thì anh sẽ gọi đến một file là style hoặc là app.css đi. Style đi. Style.css. Được chưa? Thì các bạn thấy là ô, ở trong đây của chúng ta chưa hề có file style. Đó, thì chúng ta sẽ phải định nghĩa nó, định nghĩa như thế nào. Thì quay trở lại đây. Anh sẽ test một cái để các bạn có thể chạy được với cái đầu chương trình đầu tiên với sát. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ chạy như thế này, giả sử anh tạo ra một cái
thẻ navigation, một cái thẻ H3 đây, đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như là học SAS, learn SAS. Đó, chúng ta sẽ chạy cái này lên. Ok chưa các bạn? Và rồi ok, anh sẽ chạy cái trang này của chúng ta lên. Tạm thời anh sẽ chạy thông qua thằng preview nhé. Đây, anh sẽ chạy thông qua đây. Live server này. Đó, và đồng thời anh sẽ chạy nó thông qua thằng pre-proger. Đây, được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái trang là learn sát như thế này. Ok chưa? Bây giờ trong file app.sat này, trong file app.sat này anh sẽ định nghĩa ra một cái gọi là thẻ H3, anh để cho nó color là red chẳng hạn. Đó, color là red. Ok chưa các bạn? Và lúc này chúng ta muốn là cái file sat này của chúng ta nó sẽ phải được nhận ở đây, có nghĩa là ở đây của chúng ta cái thẻ H3 này có màu đỏ. Nhưng hiện tại thì nó không nhận, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có file style.css ở đây. Các bạn nhìn này. Đó, có lẽ là anh không chạy pre-proger nhé, để cho màn hình nó rộng cho các bạn nhìn. Thì cái trang này của chúng ta nó đang chưa có màu đỏ. Được chưa? Bởi vì sao? Bởi vì là cái file này của chúng ta nó đang chưa nhận. Cơ bản là nó đang chưa nhận. Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì để làm được thì chúng ta sẽ phải build. Build ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ phải build cái sát này từ cái file này sang một cái file CSS. Đó. Thì thằng sát nó sẽ cho phép chúng ta build như thế này. Thì anh sử dụng luôn terminal ở trong thằng VS Code cho cái thư mục này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Được chưa? Thì anh sẽ chỉ cần chạy là thư mục của chúng ta sẽ là sas như thế này. Đó, được chưa? Sau đó thì anh sẽ gọi đến file app.css và anh sẽ build nó vào đâu? Thì anh sẽ build nó vào thư mục css như thế này và anh đặt tên file của anh là style.css. Đó, như vậy là chúng ta đã tạo ra được một file style.css như thế này rồi. Các bạn có thể nhìn ở đây này. Đây, được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở đây nó sẽ sinh ra cho chúng ta một file style.css như thế này. Đó, và nó sinh ra cho chúng ta một cái file map như thế này để chúng ta biết là cái này nó được cái file CSS này của chúng ta nó được sinh ra từ file sat này. Đó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó thì cái mà chúng ta quan tâm nó là file ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy này. Thì lúc này ngay lập tức ở trang này của chúng ta, đó, thẻ H3 nó sẽ có màu đỏ như thế này, bởi vì lúc này nó đã nhận cái code sat này của chúng ta rồi. Ví dụ anh để đây là border 1 pixel solid, ví dụ như là orange chẳng hạn. Các bạn chạy cái này lên thì nó vẫn chưa thay đổi đâu. Đó, các bạn chạy sát lên. Mình tắt cái này đi. Các bạn chạy câu lệnh sát lên. Đó, build lại. Thì lúc này ngay lập tức ở ngoài này nó sẽ thay đổi như thế này. Các bạn đã hiểu chưa? Thì đây là cái cách để chúng ta có thể chạy thằng chương trình sát đầu tiên đơn giản nhất. Ok chưa các bạn? Đó. Rồi, vậy thì đây là cú pháp để chúng ta sử dụng sát. Thì nhìn vào đây, thoạt nhìn vào đây thì các bạn thấy là nó không có gì giống nhau cả. Nó không có gì khác nhau cả. Rõ ràng ở đây vẫn là border CSS, border color, ở đây cũng tương tự như vậy. Đó, vậy thì tại sao chúng ta phải sử dụng sát làm gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái khái niệm mà trong thằng sát nó có các bạn nhé. Đó, để chúng ta hiểu được vì sao chúng ta nên dùng sát. Thì anh sẽ cung cấp, anh là người sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức về thằng sát này. Còn cái việc mà chúng ta vận dụng nó thì nó còn phụ thuộc vào cái bài toán thực tế nữa. Nhưng cái việc các bạn nắm được từng cái concept trong thằng sát thì đến khi các bạn có cần hoặc là phải dùng đến nó thì các bạn cũng biết cách vận dụng và xử lý nó trong cái bài toán của mình cho nó phù hợp. Ok chưa? Thì cái khái niệm đầu tiên mà anh muốn giới thiệu cho các bạn trong sát đó chính là biến. Biến ở trong sát thì chúng ta sử dụng nó như thế nào? Thì ý nghĩa của biến thì như anh đã giới thiệu rồi. Được chưa? Như anh đã giới thiệu thì nó sẽ giúp cho chúng ta sử dụng lại được
code và tránh trùng lặp code, được chưa? Và sau này chúng ta maintain code CSS cũng sẽ nhàn hơn. À, tuy nhiên thì khi mà chúng ta dùng trong SAS thì cú pháp của nó lại khác đi một chút. Thì ở trong SAS để định nghĩa biến, anh sẽ nốt vào đây nhé, những thứ mà chúng ta sẽ học ở trong đây. Anh sẽ có một cái phần gọi là SAS concept, những cái khái niệm, những cái tư tưởng có ở trong SAS đấy. Đó, đầu tiên là biến. Biến ở trong SAS, biến trong SAS thì chúng ta dùng như thế nào? Đây, các bạn thấy là ở trong CSS thông thường thì chúng ta sẽ khai báo thông qua một cái root như thế này, đúng không? Thông qua một cái root như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ định nghĩa một cái tên biến bằng cách là như thế này. Variable name như thế này và value của nó. Đúng không? Thì với SAS thì nó sẽ định nghĩa đơn giản hơn. Đó là để định nghĩa biến thì chúng ta sẽ sử dụng đô la như thế này. Đặt tên biến này thì chúng ta chỉ cần đô la, ví dụ anh để là text color, đó, màu chữ riêng ấy, gọi là main text, những cái nội dung chính. Đó, ví dụ anh để là orange đi. Là sử như vậy thì cách đặt tên của nó sẽ như thế này. Được chưa? Quay trở lại đây. Ví dụ ở đây, anh đặt tên một cái biến ở đây, ví dụ như là bg color chẳng hạn. Đó, bg color thì chúng ta đặt nó như thế nào? À, ví dụ anh để là có màu hoặc là có một cái màu, thôi rồi, anh lấy những màu đơn thuần đâu. Đó, giả sử như vậy thì cái biến này chúng ta có thể sử dụng ở đâu? Chúng ta có thể sử dụng nó ở mọi nơi các bạn nhé. Đây, thì quay trở lại đây, ví dụ thay vì dùng orange ở đây thì lúc này anh sẽ dùng là bg color chẳng hạn. Đó, hoặc là anh để là main color để cho nó chung chung. Đó, thì chúng ta sẽ dùng được hoặc là border color đi. Border, sau này những cái mà có border chung, color chung thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Lúc này chúng ta sẽ chạy SAS lên. Giả sử anh CD vào trong SAS. Đây, thì chúng ta sẽ chạy SAS lên như thế này. Sẽ là thư mục SAS, anh chạy ở trong đây để màn hình nhìn cho nó dễ. Anh zoom nó lên thôi để các bạn nhìn cho dễ. Đó, anh sẽ chạy nó ở trong đây như thế này. Đó, thì ok này. Đây, thì anh sẽ chạy nó lên. Thì chúng ta sẽ gọi đến đường dẫn SAS. Vẫn là nó, đúng không? App.SAS. Và chúng ta sẽ là CSS style. Đó, thì chúng ta build ra. Thì lúc này cái file style này của chúng ta nó không thay đổi, nhưng cái biến đây vì nó nhận cái màu color và ở ngoài này nó cũng sẽ không thay đổi, được chưa? Ví dụ anh thêm một cái là bg color, bg color đó, ví dụ anh để là màu gray chẳng hạn. Đây, đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa thêm một cái, ví dụ như body sẽ bằng background color, ví dụ anh để là bg color. Đó, thì mới nhìn vào các bạn thấy là nó đang chưa có sự khác nhau nhiều với CSS, nhưng các bạn cứ từ từ nhá, đừng vội, các bạn cứ làm xem anh làm và để hiểu concept của nó, chỗ nào cần hỏi thì các bạn cứ hỏi luôn. Đây, đó, thì quay trở lại đây thì chúng ta sẽ có một cái bg color như thế này, ok chưa? Đó, thì đấy là cái cách sử dụng biến. Ở trong CSS thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Rồi, chúng ta sẽ đến một cái khái niệm nữa. À, chỗ này anh sẽ nói luôn. Thì thông thường khi mà các bạn triển khai một cái project front-end với SAS thì chúng ta sẽ, thông thường là chúng ta sẽ chia nó ra. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chia nó ra thành nhiều cái file khác nhau. Ví dụ như là variable chẳng hạn, một nơi là chứa các biến chung, variable đó,
.scss. Đó, như thế này. Và tất cả những cái biến mà chúng ta định nghĩa thì chúng ta sẽ không định nghĩa ở trong file app này. Chúng ta sẽ dùng ở đây. Có nghĩa là một nơi để chứa biến riêng. Sau này các bạn sẽ thấy là nếu mà các bạn từng mua theme ở trên ThemeForest, họ làm rất là chuẩn, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái file chứa biến, và trong biến đấy nó sẽ định nghĩa rất nhiều màu khác nhau. Thì có nghĩa là một cái theme đấy họ sẽ bán ở rất nhiều bản khác nhau, ví dụ như bản có header màu này này, bản có header màu khác, kiểu kiểu như vậy. Thì họ chỉ cần change cái biến này thôi. Đó, ok chưa? Thì ở đây của chúng ta sẽ định nghĩa nó ra ngoài. Thì đối với việc định nghĩa ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ phải import vào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta khai báo nó ở bên ngoài thì chúng ta sẽ phải import nó vào trong cái app này. Đó, thì chúng ta sẽ import thông qua cái cú pháp này, gần giống với việc chúng ta dùng CSS, nhưng nó sẽ khác ở chỗ là chúng ta sẽ không có URL, mà đây của chúng ta sẽ đó, khai báo như thế này luôn. Sau đó anh chạy build lên thì kết quả nó vẫn vậy thôi. Đây, các bạn nhìn thấy này, thì khi mà anh build lên này, đây anh sẽ mở cả hai cái màn hình này lên để các bạn có thể nhìn được nữa. Đây, đây thì anh sẽ mở thêm một cái file nữa để các bạn có thể nhìn được này. Thì ở đây ví dụ chúng ta có, chờ chút, nó có vướng cái này thành ra hơi khó chịu. Đây, chúng ta có file style, anh ném sang bên này. Đó, được chưa? Và bên này là file sát sau khi chúng ta build này. Đó, thì về cơ bản nó sẽ như thế này. Đây, sau khi mà chúng ta build xong, các bạn nhìn này. Đó, ví dụ anh thêm một cái border, một cái gọi là color ở đây, sẽ bằng cái main color chẳng hạn. Thì ở đây anh sẽ đặt tên một cái là text color, ví dụ anh để là 3333. Đó, giả sử như vậy. Thì ở bên app này anh sẽ để là một cái biến là text color như thế này. Đó, các bạn thấy là nó cũng không quá khó đâu. Ok chưa? Và sau khi anh build này, sau khi anh build lại này, build bằng tay lại này, đó các bạn sẽ nhìn thấy nó build ra, nó sẽ compile sang như thế này. Đây, nó compile sang như các bạn đang thấy ở đây. Đó, được chưa? Đây, compile sang đây như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nói về một khái niệm nữa. Thì đây là liên quan đến biến ở trong CSS. Thì chúng ta sẽ định nghĩa như vậy. Thì đây chỉ có một cái nốt là chúng ta nên tách tất cả các biến của ứng dụng, tất cả biến trong project vào một file, vào một file. Đó, các bạn làm như vậy cho anh. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến một khái niệm nữa, đó là nested layout, nested ở trong SAS. Nested. Thì thằng nested này bản chất của nó là như thế nào? Thì anh lấy một ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu hơn. Anh sẽ lấy một cái ví dụ, đó là ví dụ ở cái giao diện trang index này anh có một cái div là navigation cho menu chẳng hạn. Đó, ok chưa? Navigation. Và trong thằng navigation này của anh thì anh sẽ định nghĩa một cái gì? Anh sẽ định nghĩa một cái ULI như thế này. Chúng ta sẽ có LI. Đó, và chúng ta sẽ có A, href, ví dụ như là home này, là sử như vậy. Đó, ok chưa? Giả sử như vậy nhé. About này, service này, product này. Đó, và contact như thế này. Ok chưa? Thì bình thường có phải là chúng ta hay CSS như thế này không? Từ UL gọi đến LI trở đến thằng A, thậm chí là chúng ta muốn nó không bị ảnh hưởng ấy, code thì chúng ta sẽ viết như thế này cơ. Bình thường có phải CSS của chúng ta hay viết như thế này đúng không? Đây, để đảm bảo là sau này nó không bị conflict với những cái khai báo sau này thì chúng ta hay viết như thế này. Đó, chỉ định nghĩa thằng A ở trong navigation thôi. Đó, thì bây giờ
Đối với thằng nested ở trong sát thì chúng ta sẽ định nghĩa nó khác đi một chút. Có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn gọi thằng nát như thế này, nhưng chúng ta định nghĩa ở bên trong luôn như thế này. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa cho merging theo những cú pháp. Đây, không pixel. Đó, padding. Không pixel. Được chưa? Và chúng ta ví dụ anh để là list style type none như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Rồi, ở bên trong đây chúng ta có gì nữa? Ví dụ bên trong đây chúng ta định nghĩa cho li có display bằng inline block chẳng hạn. Được chưa? Đây, anh sẽ định nghĩa đúng như cái phân cấp theo nested của nó như thế này. Đây. Đó, được chưa? Đồng thời anh định nghĩa cắt thẻ A thì các bạn có thể định nghĩa như thế này, cắt thẻ A trong L, trong UL thì nó vẫn hiểu, được chưa? Sẽ có text decoration chẳng hạn bằng none. Được chưa các bạn? Và gì nữa? Và chúng ta sẽ có ví dụ color nó sẽ bằng text color chẳng hạn. Đó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có một cái ví dụ như là font size. Đó, thì giả sử ở đây chúng ta định nghĩa ra một cái font size chung cho của trang, ví dụ như là normal size, gọi là normal size đi. Normal size. Đó, font normal size. Đó, ví dụ nó là 1RM thì nó là font bình thường. À 1.1R 1.2 đi. Hoặc 1.1 đi, giả sử như vậy. Anh quy định như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng đây sẽ là normal size. Đó, thì sau này các bạn sẽ thấy là nếu chúng ta khai báo biến chung cho những cái liên quan đến phông chữ, màu, rồi background thì sau này các bạn sẽ thấy có sự nhất quán. Ví dụ như các bạn muốn định nghĩa màu chữ ở chỗ này, các bạn chỉ cần xem là màu chúng ta đang định nghĩa chung là như thế nào, chúng ta gọi ra thôi. Ok chưa? Rồi. Đó, tạm thời như thế này. Và anh giả sử đây padding 15 pixel chẳng hạn. Đó, ok chưa? Background, ví dụ anh để là BG color hoặc là gì đó, kiểu như vậy. Ví dụ như là link BG color chẳng hạn. Đó, những background dành cho liên kết chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ để một cái màu, ví dụ như cái màu ví dụ như F. Đây, giả sử như vậy. Một cái màu này mà chúng ta có thể đổi đi một chút xíu. Đó. Được chưa? Rồi, thì lúc này anh chạy build nó lên này. Anh chạy build cái code app CSS này của chúng ta lên. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây. Thì anh sẽ là link BG color. Nó sẽ hiểu như thế này. Được chưa? Và anh chạy build lên thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ chạy build nó lên. Đây. Thì nó sẽ generate ra cho chúng ta cái đoạn này. Đây, được chưa? UL, các bạn nhìn thấy này, UL LI này, được chưa? Nhưng A mà đặt ở ngoài UL thì nó generate là navigation UL A. Đó, thì chúng ta có thể đặt như thế này để theo đúng cái chiều mà chúng ta mong muốn. Đó. Thì anh build lại này, các bạn nhìn nhé, sau khi đặt như thế này xong anh build lại thì nó sẽ chạy thẻ A nó nằm trong LI như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Và bây giờ chúng ta chạy lên cái trang này. Đó thì nó sẽ như thế này. BG color thẻ A. Thẻ A của chúng ta cũng sẽ phải mang một cái display. Đây. Display là block chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta build lại. Thẻ A này sẽ là display block, thì nhìn lên đây chúng ta sẽ nhìn được cái thẻ A như thế này. Wow, sao nó lại không nằm ở trên cùng một ấy nhỉ? Anh đang định nghĩa HTML đang có vấn đề gì đấy các bạn. Chúng ta quay sang file HTML nhé. Đây. Đây các bạn không để ý này, và anh cũng không để ý đóng thẻ trước.
Đó. Ok chưa? Đó, rồi. Rồi, anh giả sử như vậy. Được chưa? Thì đây là cái liên kết của chúng ta. Ok chưa các bạn? À, vậy thì nó liên quan đến phần này. Vậy thì anh muốn là khi hover vào thì trong sát nó thể hiện cái việc hover như thế nào? Đó. Ví dụ anh muốn khi hover vào thẻ A. Đúng không? Thì trong sát nó sẽ thể hiện như thế nào? Thì chúng ta vẫn viết ở trong đây thôi, lòng ở trong đây như thế này thôi. Thì các bạn sẽ thấy ví dụ thì cú pháp của nó dùng cho hover như thế này. Và hover. Đó, hover cho chính thẻ A này, các bạn sẽ không phải đi viết lại là A hover như thế này nữa. Đó, nhưng riêng cái việc này nó đã tiết kiệm thời gian cho các bạn rồi. Nhưng mà các bạn phải viết code. Được chưa? Thì cú pháp nó sẽ đơn giản như thế này. Ví dụ anh để là background nó sẽ bằng một cái như là bg hover đấy, anh sẽ đặt ra một cái biến để các bạn nhìn thấy. Ví dụ như là link bg hover chẳng hạn. BG hover, ví dụ anh để lại một cái màu ví dụ như là màu này đi. Đây, chỉnh nó đi một chút xíu. Đây, ví dụ anh sẽ chỉnh nó đi. Đó, chẳng hạn như vậy. Được chưa? Và ví dụ anh để là link color hover là tách đấy, tách ví dụ chúng ta để một cái màu này thì anh sẽ đổi nó sang một cái màu ví dụ như là đó, chẳng hạn như vậy. Thì quay trở lại cái file app này của chúng ta, đây quay trở lại cái file app này, chúng ta sẽ định nghĩa nó ở đây ví dụ như là link bg hover đó, đơn giản á. Và chúng ta sẽ định nghĩa ở đây là color nó sẽ là link color hover đó, màu khi mà hover chúng ta build nó lên đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ định nghĩa cho chúng ta cái phần hover như thế này, đúng cái chúng ta cần. Được chưa? Đó đó, ok chưa các bạn? Các bạn hiểu cái hiểu hơn về thằng 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 sát này chưa, và hiểu hơn về cái thằng nested này chưa? Đó thì bình thường chúng ta viết CSS thuần ấy, chúng ta sẽ viết như thế này, đúng những gì mà anh với các bạn làm trong suốt nhiều tuần qua đây, được chưa? Nhưng khi viết sát thì chúng ta sẽ viết như thế này, đâu đó nó sẽ tiết kiệm được đấy. Thì đây là một cái ưu điểm thứ hai mà các bạn thấy thôi. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Bây giờ anh sẽ nói đến một cái khái niệm nữa, mỗi khái niệm anh sẽ có một demo để các bạn hiểu. Đó, các bạn hiểu bản chất thì sau này các bạn dùng nó sẽ ok thôi. À, anh sẽ nói về thằng mixin, một khái niệm rất hay ở trong mixin và trong thằng Vue.js nó cũng có khái niệm này. Đó chính là gì? Nó định nghĩa ra những cái thuộc tính và chúng ta sẽ đi sử dụng lại, dùng lại các thuộc tính đó một cách thoải mái khi mà chúng ta cần. Đó. Và nó có thể dùng chung cho rất nhiều chỗ khác nhau trên toàn trang, trên toàn project của các bạn. Thì ý nghĩa của nó như thế nào thì anh sẽ có một ví dụ như thế này về mixin. Có lẽ là anh sẽ tạo ra một cái ví dụ tiếp theo đó là mixin nhé. Thì nó sẽ để các bạn follow trang nó sẽ dễ hơn đấy. Mixin.html. Đây. Thì anh sẽ đổi ở đây thành mixin đi. Đó, được chưa? Thì trang này của chúng ta chưa có gì. Ok. Ở đây chúng ta tắt cái này đi và chúng ta sẽ kéo thằng Mixin sang đây. Được chưa? Anh sẽ định nghĩa trang Mixin này. Chúng ta vẫn sử dụng thằng app CSS. Hoặc là anh sẽ định nghĩa riêng một cái ra. Được chưa? HTML thì chúng ta sẽ nói về thằng Mixin trong sát nó như thế nào. Sát. Đó. À, có lẽ là anh sẽ tạo ra một cái gọi là mixin đi. À mà thôi, chúng ta vẫn dùng từ app này đi. Anh sẽ là demo mixin.scss. Mục tiêu của anh là anh tạo ra cái này để các bạn sau các bạn
nhìn lại nó dễ hơn, chứ bản thân thì chúng ta sau này làm chỉ làm trên một file app thôi, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ nhúng nó vào, nhúng cái link. Ở đây thì chúng ta sẽ là CSS và anh sẽ để là mixing CSS.css như thế này. Đó, demo mixing.css. Ok chưa? Demo mixing.sat. Đó, đại loại như vậy. Thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Anh giả sử trên trang này của chúng ta có hai cái button. Một cái là register. Đó, register luôn. Đó. Và cái button thứ hai, ví dụ anh để một cái là remove, thì đây anh sẽ để là remove danger success đi, kiểu như vậy cho nó giống với những cái button mà các bạn hay gặp ở trong Bootstrap. Đó, success. Đây, giả sử như thế này đi. Thì đây thì trang này của chúng ta sau khi chạy lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có được hai cái button này. Ok chưa? Rồi. Vậy thì thằng mixin nó có ý nghĩa như thế nào? Giả sử anh sẽ tạo ra ở trong thằng demo sát này của chúng ta một cái là để định nghĩa mixin. Nốt vào đây đã. Có lẽ là anh ném cái demo này vào để các bạn nhìn cho nó dễ hình dung ra được thằng nested, vì chỗ này chả có lý thuyết định nghĩa gì cả. Thì anh cứ ném vào đây để đến khi các bạn nhìn lại thì các bạn sẽ thấy là à, cách định nghĩa của nó sẽ như thế này. Đó, khi dùng nested. Còn đối với thằng mixin, mixin thì cái cú pháp của nó này, cú pháp để chúng ta tạo ấy, thì nó sẽ là như sau. Cú pháp của nó sẽ là như thế này. Được chưa? Tên mixin. Đó. Như thế này. Ok chưa? Trong đây của chúng ta nó sẽ là CSS attribute. Các thuộc tính CSS ở trong đây các bạn nhé. Đó, có nghĩa là có nhiều. Ok chưa? Cú pháp của nó như thế này. Anh giả sử chúng ta đang có một cái button demo machine cho nó nhất quán về tên file. Đó, thì đây nó sẽ là demo machine. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Giả sử sau này chúng ta có rất nhiều button và cái button, hai cái button này nó sẽ chỉ khác nhau về màu chữ và background thôi, còn format khác nó sẽ giống nhau. Lớp mình có hiểu ý của anh không? Thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng thằng mixin như thế này. Anh giả sử anh định nghĩa một cái gọi là mixin. Đây, cú pháp của nó khá clear này các bạn, nó support cho chúng ta. Ví dụ anh để là button. Đó, ok chưa? Ví dụ anh để đối với tất cả các button anh đều để padding 8 pixel chẳng hạn như vậy. Border 5. Đó, border radius 5 pixel. Ok chưa? Được chưa các bạn? Sau đó anh để ví dụ color sẽ là một cái màu trắng đi. Đó, BG, à sorry, background color. Ví dụ anh để là một cái màu orange đi, hoặc là một cái màu gọi là success là màu gì nhỉ? Đây, tạm thời để như này đi. Đó. Thì ý nghĩa của thằng mixin nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đây, anh có hai button này. Thì bây giờ anh muốn sử dụng thì anh sẽ có một cái class ở đây là success remove. Anh sẽ sử dụng nó như thế này. Đây. Thì đây là một cái button mà chúng ta định nghĩa sẵn rồi. Sau này các bạn muốn tạo ra một cái button nào nó có các thuộc tính giống như thế này thì các bạn chỉ cần định nghĩa đơn giản như thế này. Ví dụ register của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ include vào tên mixing của chúng ta, ví dụ nó sẽ là button.
Đó, nó đơn giản như thế này thôi. Được chưa? Thì đây là chúng ta khai báo thì chúng ta sẽ sử dụng cú pháp này. Còn để sử dụng machine thì chúng ta sẽ sử dụng include như thế này. Được chưa các bạn? Và tên machine. Đó, chấm. Ok chưa? Quay trở lại đây. Các bạn quay trở lại đây. Thì chúng ta muốn định nghĩa cái button register này của chúng ta nó có cái màu giống như một cái button mà anh đã định nghĩa. Succeed chứ? Succeed ở đây. Thì đây sẽ là succeed như thế này. Ok chưa? Lúc này anh sẽ chạy compile ra, ví dụ như là chúng ta chạy compile file của chúng ta nó sẽ phải là demo machine. Đó, và file CSS của chúng ta nó sẽ là demo machine.cs. Đó, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một file machine demo.cs. Và lúc này rõ ràng là cái class success này của chúng ta định nghĩa ở đây. Đây, đơn giản như thế này thì nó đã kế thừa được tất cả, dùng lại được tất cả những cái này. Ok chưa các bạn? Đó, và ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy này. Được chưa? Và thậm chí là khi mà chúng ta xử lý là đối với thằng này chúng ta hover vào giống như lúc chúng ta xử lý cho cái thẻ A này này các bạn này. Đây này. Được chưa? Thì anh muốn là ví dụ thằng này chúng ta muốn hover vào. Và hover. Đó, thì ví dụ anh để là pointer là hình bàn tay đấy. Được chưa? Và đồng thời chúng ta sẽ có cái gì color sẽ chuyển sang màu trắng chẳng hạn, à, chuyển sang một cái màu ví dụ như là red chẳng hạn, để mô step vậy thôi. Background zero chẳng hạn như vậy. Đó. Build lại. Rồi, build lại thì chắc chắn rồi, file này nó cũng thay đổi theo. Đó, success hover này. Các bạn nhìn thấy. Đó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Và anh muốn thằng Danger này của chúng ta cũng giống như thằng Success kia, cũng kế thừa được cái đó. Ở đây. Thì đơn giản thôi. Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ vào trong file sát này. Chúng ta chỉ cần gọi thằng chấm Danger include vào là xong. Đó. Chúng ta định nghĩa một lần và sử dụng rất là nhạt như thế này. Đấy, compile lên. Đó, ok chưa? Class đang không đúng rồi các bạn. À đúng, class đang không đúng thật. Đen chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy. Đó, hai thằng này nó sẽ có màu như thế này. Đó, vậy thì một câu hỏi đặt ra nữa là bây giờ anh muốn là hai cái button này của chúng ta, hai cái button này thay vì nó giống nhau hoàn toàn như thế này thì anh muốn là nó sẽ là dynamic, có nghĩa là khi mà anh gọi đến cái machine này đây thì anh có thể thay đổi được cái màu mặc định của nó không. Đó, ví dụ thay vì background như thế này thì thằng Dagger background của anh nó sẽ là một cái màu khác, ví dụ như thằng Dagger ở trong bút chat chẳng hạn, anh lấy đúng màu đó. Đây, anh lấy cái màu thôi. Đây, ví dụ Danger nó sẽ phải là màu này chẳng hạn. Đó, kiểu như vậy. Thì anh có dự làm như vậy được không? Thì câu trả lời là có nhé. Có. Thì cụ thể như thế nào? Thì thằng Mixin nó sẽ cho phép chúng ta sử dụng cái cú pháp là truyền biến vào. Đây, ví dụ như thế này. Ví dụ thay vì button như thế này thì anh sẽ có thêm một cái biến nữa như là BG color. Đó, background color và một cái là color thôi. Thì hiểu color sẽ là text. Được chưa các bạn? Thì màu default, giả sử màu default nó sẽ là màu trắng như thế này. Đây, mà không, khả năng là anh sẽ lấy luôn cái màu succeed ở đây này. Đó. Tiện thì anh sẽ lấy luôn. Đây, ví dụ như là background color mặc định này. Đó, tức là chúng ta có thể sử dụng
Thôi rồi, anh sẽ nói từ từ, nhưng cả các bạn không hiểu. Và anh để thêm một cái border nữa. Đó, được chưa? Lúc này button của chúng ta sẽ có hai cái, ba cái thuộc tính là background color border như thế này. Đây. Color, anh sẽ bỏ đi. Và chúng ta sẽ thay bằng các biến của chúng ta. Ví dụ như bg color thì nó sẽ là bg color. Đó. Border. Thì chúng ta sẽ là border. Đó, được chưa? Border color chứ, sorry các bạn. À mà chúng ta đang border none rồi, thôi bỏ bỏ border color đi. Được chưa? Anh sẽ thay hai cái này. Vậy thì lúc này đối với thằng succeed của chúng ta, khi mà chúng ta dùng đây này, khi chúng ta chạy compile này, mà chúng ta dùng thằng menu nhé, nó sẽ báo lỗi. Lỗi gì? Là chúng ta chưa có truyền giá trị cho hai cái biến này khi khi gọi ở đây. Nó sẽ báo lỗi không build được. Đó các bạn thấy chưa? Nó sẽ hiểu là nó sẽ xử lý cho chúng ta những cái lỗi mà chúng ta sẽ gặp phải nếu mà chúng ta viết sai. Đó. Thì lúc này ở đây button chúng ta sẽ phải truyền vào cái gì? BG color đúng không? Thì anh sẽ lấy cái màu BG color ở đây chẳng hạn để chúng ta có được cái màu button màu xanh như thế này. Đó. Ok chưa? Và chúng ta sorry. Đây. Và chúng ta sẽ truyền vào một cái gọi là color nữa. Thì cái color này ví dụ anh lấy theo cái màu của text succeed thì nó sẽ như thế này. Được chưa? Còn đối với thằng succeed ở dưới, à, thằng danger ở dưới thì BG color của nó sẽ theo cái màu này. Được chưa? Ví dụ như là color thì nó sẽ là màu này. Còn đối với BG color thì nó sẽ là màu này. Là sửa như vậy. Được chưa? Thì lúc này anh sẽ build lại này. Đó. Build lại thì chúng ta sẽ build thành công và chúng ta có được một cái file CSS nó như thế này. Đó và nó khác nhau về màu. Ok chưa các bạn? Đây, danger và bg color nó sẽ như thế này. Đây, lúc này quay trở lại trang này của chúng ta này. Các bạn sẽ nhìn thấy đó, nó sẽ có hai màu như thế này. Ok chưa? Thậm chí là chúng ta sẽ thay đổi được cả lúc hover nữa. Có nghĩa là ở trong đây chúng ta cũng sẽ định nghĩa luôn là hover nó cũng sẽ không giống nhau mà nó sẽ theo cái màu ở trên này. Ví dụ như BG thì vẫn như vậy chẳng hạn. Đó, nhưng color thì nó sẽ theo color ở trên chẳng hạn như vậy. Hoặc là chúng ta thêm một cái biến là hover color chẳng hạn. Đây. Hover color. Nó tách khi chúng ta color thì chúng ta như thế nào? Đó. Các bạn thấy chưa? Thì code nó sẽ ngắn gọn hơn rất nhiều nếu các bạn phải làm những việc này cho ba cái thẻ này, thì các bạn sẽ thấy là với việc là dùng như thế này thì sau này các bạn dùng lại nó rất đơn giản, được chưa? Ví dụ khi anh hover vào thì anh chuyển nó có màu trắng chẳng hạn. Đây. Chẳng hạn như vậy. Còn đây, khi anh hover vào anh chuyển nó sang màu ví dụ như là zero chẳng hạn. Hoặc là orange chẳng hạn. Đây, như thế này. Ok chưa? Đó, anh build lại này. Đó. Thì lúc này các bạn thấy rằng file CSS này nó cũng sẽ build lại như vậy thôi. Và chúng ta quay ra đây. Các bạn sẽ thấy nó khác ở chỗ đó. Đó. Ok chưa? Nó sẽ khác nhau. Thì đối với đây này các bạn nhìn đây này. Đó. Thì đối với gì, đối với sát thì các bạn sẽ thấy là đối với mixin, khái niệm mixin thì chúng ta sẽ có cái cách dùng như vậy và chúng ta có thể sử dụng mixin có tham số truyền vào hoặc là không có tham số truyền vào các bạn nhé. Thì cái này các bạn nhớ cho anh. Rồi một khái niệm nữa anh muốn giới thiệu cho các bạn, cơ bản là đến khi các bạn làm sát rồi thì nó cũng loanh quanh chỉ như vậy thôi. Chờ anh một chút xíu. Rồi, tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khái niệm nữa. Đó là extend. Extend ở trong sát thì nó dùng như thế nào?
Thì có lẽ là anh sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể hiểu về cái thằng Xten này. Nó gần giống như thằng Mixin. Bốn, chúng ta sẽ có thằng Xten. Xten. Đó. Thì đối với Xten thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ là kế thừa, nó sử dụng lại một cái CSS selector đang tồn tại sẵn các bạn nhé. Thôi, anh cứ tạo ra một file riêng như thế này để các bạn có thể hiểu này. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một file đó là demo xten.html. Đó, được chưa? Và đây, chúng ta sẽ có một cái file sát nữa. Thôi các bạn, vì anh có bạn nhắn tin nên anh vừa xem tin nhắn, check một tí. Anh sẽ có demo xten.scss. Ok chưa? Được chưa các bạn? Rồi, anh lấy một cái ví dụ như thế này. Các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Xten in đó. Thì đối với thằng Xten ở trong CSS thì chúng ta sẽ dùng nó để làm gì? Ví dụ anh có một cái vẫn là hai cái thẻ button đi. Đó, class button thứ nhất là register. Đó, class button thứ hai. À, đâu, anh có một cái div đi. Một cái thẻ div thứ hai. Có class là content chẳng hạn như vậy. Đó, anh giả sử như vậy. Ok chưa? Đây sẽ là Chris new. Đó. Rồi anh sẽ chạy thằng demo xten này lên. Rồi, giả sử như vậy. Anh giả sử là trong cái file sát demo xten này của anh có cái thằng button register của anh, nó có màu orange chẳng hạn, nó có màu trắng, được chưa? Và nó sẽ có background là orange, đó, được chưa các bạn? Đơn giản như vậy thôi, và font size đâu đó khoảng 1.1 rem, giả sử như vậy. Ok, anh sẽ chạy ra lên. Trong demo xten anh sẽ nhúng file CSS vào bằng cách là anh sẽ đưa cái thẻ link với cái đường dẫn CSS của chúng ta, nó sẽ là demo xten.css. Và bây giờ chúng ta phải build ra cái file này. Ok chưa? Chúng ta sẽ build sát thì chúng ta sẽ build như thế này. Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có một file demo xten như thế này và chúng ta sẽ build nó vào trong file CSS với tên file là như thế này. Được chưa? Lúc này ngay lập tức chúng ta có file demo xten. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ ngay lập tức thấy một cái file này như thế này. Đây, file này của chúng ta nhận background các thứ rồi. Và demo xten anh sẽ đặt thêm border đây. Sẽ bằng mặt không có border. Và anh build này. Đó, anh sẽ chạy build. Được chưa? Thì các bạn sẽ chạy được như thế này. Ok chưa các bạn? Đó, bây giờ anh giả sử là anh muốn cái thẻ div này của chúng ta nó sẽ là có width có hai, ví dụ như cái div có class là content như thế này, nó có width bằng max width bằng 500 pixel đó, ví dụ nó có, và nó có các thuộc tính mà thằng register có. Hiểu ý của anh không? Được chưa? Thì anh sẽ chỉ cần làm đơn giản là anh sẽ extend kế thừa lại cái thằng register kia chấm register, là ngay lập tức anh thằng content này của anh nó sẽ mang đầy đủ những thuộc tính mà thằng register đang có, bằng cách là chúng ta chạy build lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái nội dung đây.
Thì ở thằng extend lúc này các bạn sẽ nhìn thấy này, nó sẽ có đầy đủ những thuộc tính mà thằng content có. Register. Đây. Nó đang... đây các bạn nhìn này, thì ở đây file CSS ở đây của nó này, nó sẽ mang đầy đủ cái cú pháp mà thằng content có, và đồng thời nó sẽ mang cái thuộc tính riêng của thằng content nữa. Tức là thằng content nó sẽ mang những thuộc tính của thằng register, được chưa? Đồng thời nó sẽ mang những thuộc tính riêng của nó nữa. Ví dụ anh định nghĩa thêm các thuộc tính riêng như là phong weight chẳng hạn, sẽ là bold. Đó thì cái thuộc tính riêng này nó cũng không làm ảnh hưởng đến thằng register, được chưa? Ví dụ phong text indent chẳng hạn sẽ bằng 25 pixel chẳng hạn như vậy. Line 2 sẽ bằng 30 pixel. Đó, anh chạy build lên. Thì lúc này trang của chúng ta nó sẽ như thế này, kiểu kiểu như thế này. Và anh margin bottom, margin top bằng 10 pixel chẳng hạn. Đó, anh sẽ build lại lên. Thì nó sẽ cách với phía trên là khoảng 10 pixel như thế này. Đó, ok chưa? Là để các bạn nhìn được. Đây là anh để padding thì hay hơn, nhìn cho nó sáng sủa hơn. Padding 25 thì anh sẽ chạy lên. Cú pháp của nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa ở đây color để chúng ta override cái trên. Ví dụ như color chúng ta để là 333. Đó, thì nó được định nghĩa sau mà, nên là nó sẽ override lại cái thằng cha của nó. Được chưa? Đó, thì hiểu được tính chất về kế thừa thì các bạn kế thừa thì sau này các bạn muốn ở trong đây các bạn kế thừa bao nhiêu cái khác cũng được. Extend bao nhiêu cái cũng được nhé. Ví dụ anh có một cái là gì? Ví dụ anh có một cái là chấm border. À, chấm ở border đi. Border, ví dụ như anh để là border 2 pixel solid chẳng hạn như thế này. Và có color bằng một cái màu gì đấy. Dash đây, chẳng hạn như vậy. Ok chưa? Thì dưới đây anh chỉ cần là extend cái thằng gì chấm border, là ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái thuộc tính của nó như thế này. Đó, được chưa? Thì thằng này nó sẽ có một cái border, các bạn nhìn thấy ở đây. Đó, lớp mình hiểu về ý nghĩa của thằng extend chưa? Nó đơn giản như vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khái niệm nữa ở trong thằng SAS, đó chính là khái niệm liên quan đến việc chúng ta sử dụng những cái cú pháp, biểu thức, điều kiện, vòng lặp ở trong SAS chúng ta dùng nó như thế nào và nó sẽ dùng vào những trường hợp nào. Thì bây giờ anh sẽ demo cho các bạn một cái case cụ thể để các bạn hiểu được nó. Rồi, chúng ta có những cái cơ bản như là mixin, extend, rồi là gì nhỉ, variable, đó mấy cái đó là những cái mà chúng ta dùng hàng ngày lặp đi lặp lại. Thì với if else chúng ta dùng nó như thế nào, thì anh có một cái ví dụ như thế này. Anh cứ tạo ra một file riêng để các bạn có thể theo dõi lại cho nó dễ nhé. Demo về if else. Demo về if else.html. Đây. Ví dụ anh để đây một cái định nghĩa một cái trang. Ví dụ như là if else in SAS. Đó. Thì chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế nào? Anh sẽ đúng một cái link là CSS L.CSS. Anh đặt tên như này để các bạn đọc lại tài liệu nó cũng dễ thôi nhé. Rồi, ok, để các bạn đọc lại code ấy, nó cũng dễ. Ví dụ ở đây anh có một cái thẻ H1 như thế này. suntech.edu.vn. Đó, được chưa?
Anh sẽ định nghĩa một cái file gọi là demo xl.sat như thế này. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ có một file demo.sat như thế này. SCSS, sorry các bạn, chứ không phải SA. Chúng ta sẽ dùng cái này thôi. Ok chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ chạy cái trang demo xl lên, thay đổi đây nhá, thành if và l. Đó. Thì ví dụ về cây này như thế nào? Anh giả sử anh có một cái biến là ví dụ anh để là screen width chẳng hạn. Độ chiều rộng của screen ấy, ví dụ nó bằng 500. Đó, thì anh có thể sử dụng if else ở trong sát như thế này. If ví dụ anh để là, thì các cú pháp so sánh của nó giống như ngôn ngữ lập trình khác thôi. Nó vẫn là lớn hơn, nhỏ hơn, bằng hoặc là khác, kiểu kiểu như vậy. Ví dụ nếu anh để là lớn hơn 500 pixel thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta đang có thể H1 đúng không? Trường hợp nếu nó lớn hơn 500 thì chúng ta sẽ để H1 của chúng ta có border bằng 2 pixel, bằng 1 pixel solid array. Đó, width của nó bằng 500. 600 đi. Đó, padding bằng 10. Và ví dụ border radius bằng 5 chẳng hạn như vậy. Đây là trường hợp mà nó lớn hơn 500. Giả sử nếu trường hợp nhỏ hơn thì chúng ta không có border. Ok, còn trường hợp nó bằng 500 thì chúng ta sẽ có background, có cả border. Anh lấy ví dụ thôi nhá, để các bạn hiểu thôi nhá. Đó, nhưng mà nó chỉ bằng 500 thôi, width bằng 500. Đó, và background của chúng ta nó sẽ là gray chẳng hạn như vậy. Đó, ok chưa? Cái color của chúng ta ví dụ nó bằng 999. Đó, được chưa? Là 333. Đây, như thế này. Thế lúc này, trường hợp này chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Đây, thì anh sẽ chạy cái file demo xl lên này. Đó, và chúng ta sẽ compile nó sang CSS, vào thư mục CSS với file cũng là demo xl.css như thế này. À, rồi rồi. Đó, các bạn thấy là nó báo lỗi ngay, được chưa? Khi mà anh dùng gán, đây sẽ là so sánh cơ. Đó, lúc này chúng ta có một file demo xl rồi này. Đó, thì thẻ H1 của chúng ta nó sẽ có đúng cái kích thước mà chúng ta cần. Đây, chạy lên nhé. Nó đang chưa nhận file CSS thì phải. Quay trở lại demo xl.html. Đây, nó sẽ là như thế này các bạn nhé. Quay trở lại đây. Đó, thì đây là cái thẻ mà trường hợp mà width đang là 500. Ok chưa? Nếu anh thay đổi cái này bằng 600 thì chắc chắn rồi nó sẽ không có background nữa. Đó. Chúng ta phải build ra đã. Đó. Ok chưa? Thì nó sẽ không có background sau khi build xong. Đây. Còn trường hợp nó bằng 300, có nghĩa là nhỏ hơn 500 đấy, thì nó còn không có cả border radius nữa. Đây. Để các bạn hiểu khi dùng sát thì chúng ta dùng if else ở trong sát như thế nào. Đây, anh chạy lên này. Trường hợp là bằng 300 nhé. Đó, thì nó không có border radius nữa. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, anh thêm một cái cho nó ấy hơn. Text transform này. Lower case, tất cả lấy về chữ thường đi chẳng hạn. Đó, để các bạn nhìn thấy sự thay đổi khi trường hợp nhỏ hơn 500. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Thì đây là cái cách chúng ta dùng if else ở trong sát. Vậy thì chúng ta muốn sử dụng nhiều cây thì sao? Các bạn hiểu ý của anh không? If else
if thì chúng ta dùng như nào? Thì thực ra ở trong thằng sát nó sẽ sử dụng như thế này. Đây là if else. Ví dụ anh muốn giải quyết cái bài toán nếu lớn hơn 500 thì bằng bao nhiêu? Đó. Còn trái lại thì bằng bao nhiêu? Kiểu kiểu như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là nếu lớn hơn 500 thì H1 sẽ như thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ xử lý là đây. If else. Tức là câu lệnh if lồng nhau nó sẽ là ở trong đây nó cũng có thể có if, ý anh là như vậy. Được chưa? Trong đây nó cũng có thể có if else như thế này. Xuống dòng đi. Else như thế này. Đó, kiểu kiểu như vậy. Và trong chính mỗi cái else này chúng ta cũng có thể có những cái if. Để các bạn nắm được nhé. Đây. À sorry, quen viết của JavaScript. Đây. Có nghĩa là nó sẽ lồng nhau được như thế này. Được chưa? Ok chưa? If trong if và else trong else cũng có if. Đó. Thì anh để như thế này, đơn giản như thế này thôi để các bạn hiểu đã, thấy nó dễ dùng đã. Được chưa? Đỡ bị rối. Còn vòng lặp thì sao? Vòng lặp ở trong sát thì chúng ta sử dụng nó như thế nào? Thì đơn giản như thế này, anh sẽ lấy for đây. Vòng lặp đầu tiên anh muốn giới thiệu với các bạn là vòng lặp for. Cái thứ năm sẽ là if else. If else. Cái thứ sáu sẽ là loop, là for này, for x. Đó, những cái hay dùng, được chưa? Demo về for nhé. Đây, ví dụ anh có một file demo về for.html. Đó. Vòng lặp for in SAS. Đây, được chưa các bạn? Vòng lặp for ở trong SAS thì chúng ta dùng nó như thế nào? Chúng ta sẽ phải gán nó vào một cái bài toán cụ thể. Anh lấy ví dụ như thế này, giả sử như của chúng ta nó có một cái container như thế này. Thẻ đi container mà chúng ta hay dùng đấy. Đó. Trong container này chúng ta có các item. Đó. Ví dụ như slider như trước đây chúng ta đã làm ở trong 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 phần slider. Trước đây chúng ta đã dùng nó ở trong phần phần cái project giao diện trước. Ví dụ anh để đây là slider item 1, sau này chúng ta đủ từ database ra nó sẽ chạy từ 1 cho đến n chẳng hạn. Đó, có slider 1 chẳng hạn. Đó, giả sử chúng ta có các div như thế này. Slider item 1, slider item 2, slider item 3, slider item 4 và giả sử là slider item 5 chẳng hạn như vậy. Chúng ta có một cái nó tăng theo quy luật như thế này. Trong thực tế là chúng ta rất dễ gặp những trường hợp như thế này nhá. Ok chưa? Thì câu chuyện là giả sử anh muốn set background cho cả cái bốn cái slider này. Được chưa? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ set bình thường với CSS thì các bạn chỉ cần là slider. Slider như thế này hoặc là các bạn là chấm class như thế này đúng không? Slider item 1 đâu nhỉ? Slider item 1, slider item 2, rồi background red chẳng hạn như vậy. Đó, vân vân cho đến 5. Các bạn sẽ viết như thế này đúng không? 2 và cho đến 5 đúng không? Đó, kiểu kiểu như vậy và sau đó các bạn để background red ở đây hoặc là orange. Thì bây giờ anh muốn là sử dụng vòng lặp để chúng ta giải quyết cái bài toán mang tính quy luật như thế này. Thì chúng ta sẽ dùng nó như thế nào? Thì đây anh sẽ có một cái file sharp là demo for.scss. Được chưa?
Thì trong for nó sẽ sử dụng cú pháp như thế này. À, trong sát nó sẽ sử dụng cái cú pháp for như thế này. Ví dụ anh bắt đầu từ một cái giá trị biến y, y from chứ không phải là bằng nhé. Chạy từ một và nó chạy qua các giá trị sau. Đến đâu thì nó sẽ là true qua đâu. Thì ở đây chúng ta sẽ là như thế này. Đó. Chúng ta có bao nhiêu item, có 5 thì chúng ta sẽ chạy từ 1 cho đến 5. Được chưa các bạn? Và ở trong đây anh sẽ đi gọi tên như thế này, slider item. Được chưa? Ok chưa các bạn? Và chúng ta gạch ra nội suy cái biến y kia vào đây. Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ để ví dụ background. Là orange chẳng hạn, border 1 pixel solid 999, giả sử như vậy color sẽ là màu trắng, padding 10 pixel, margin bottom chẳng hạn như vậy 10 pixel, border radius 5 pixel. Đó, chúng ta sẽ khai báo một cái cách định nghĩa như thế này. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, thì lúc này anh sẽ compile sang demo for này. Sorry, ở đây chúng ta sẽ nó đang compile ra đây luôn rồi các bạn. Chúng ta chỉ dẫn đường dẫn cho nó nhé. Ví dụ chúng ta chấm CSS như thế này thì nó lại sẽ lấy đúng tên luôn. Demo for.cs. Sát demo for hình như lúc nãy anh vừa xóa mất rồi. Sorry các bạn, anh vừa xóa mất thằng demo for. Đây, chúng ta sẽ lấy lại thằng này. Wow, thằng này không có restore nhỉ? Quá, đây. Anh vô tình anh xóa mất các bạn. Rồi, ok. Done. Ok, quay trở lại đây. Đó, chúng ta sẽ chạy như thế này. Đó, thì chúng ta compile được ra cái file demo for.css ở đây rồi. Được chưa? Và chúng ta quay trở lại đây. Trong demo for chúng ta nhúng CSS vào. CSS như thế này. Đó, demo for. Ok chưa các bạn? Ra ngoài này chúng ta chạy trang demo for lên. .html thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ nhận cái kết quả như thế này. Đó, slider 1 2 3 4 5 từ cái kết quả mà chúng ta định nghĩa sát, file sát ở đây như thế này. Ok chưa các bạn? Đây. Thì nó sẽ lặp chạy từ 1 mà. Sorry. Đây chứ. Nó chúng ta sẽ lặp chạy từ 1. Được chưa? Đến 5 như thế này. Đó, kiểu như vậy. Thì cái file CSS của chúng ta nó cũng sẽ chạy lặp theo đúng như những gì chúng ta cần để move for. Đó, nó sẽ sinh ra cho chúng ta. Đó, thay vì chúng ta định nghĩa riêng nhỉ, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta những cái file này. Như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa các bạn? Thì từ cái cú pháp này chúng ta sẽ thấy là đó, nó sẽ render ra. Thì ở đây bản thân thằng này nó render ra nó không tối ưu cho chúng ta này các bạn này. Thay vì chúng ta định nghĩa vì nó đang giống nhau hết. Có đúng không? Thay vì định nghĩa 5 cái selector và 5 lần khai báo thuộc tính như này chúng ta chỉ cần cách nhau dấu phẩy thôi. Đó, đó là lý do mà vì sao anh bảo là tự làm CSS thuần ý, thì các bạn sẽ hiểu bản chất và tối ưu được. Được chưa? Thì tất nhiên là ở đây chúng ta viết sát thì nó cũng đã tối ưu rồi.
và sau này nó nén trên một dòng thôi, chạy nén trên một dòng thì cũng không vấn đề gì cả. Được chưa? Nhưng mà file của chúng ta chắc chắn là vẫn nặng hơn. Ok chưa các bạn? Rồi, ok, chúng ta đi tiếp nhé. Các bạn có hiểu không? Lớp mình có hiểu không? Anh nói sợ xả từ đầu đến giờ. Không thấy ai dừng lại và hỏi gì. Các bạn có hiểu không? Thì đối với thằng for x nó cũng tương tự các bạn nhé. Nó cũng tương tự cách sử dụng của nó như thế nào. Thì nó cũng dùng để duyệt thôi. Hơi dối à? Đúng rồi, cái này chắc chắn các bạn phải thực hành lại, bởi vì hôm nay anh nói cho các bạn cái này gần như là toàn bộ về thằng sát đấy. Toàn bộ về thằng sát. Rồi ok, anh cứ đi tiếp nhá, vì chúng ta còn video nữa. Cái này thì thực ra anh cũng tất nhiên là anh sẽ ưu tiên các bạn chuyển sang viết sát, nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy chưa tự tin thì cứ viết CSS thuần, không vấn đề gì nhá. Kể cả các bạn đi làm rồi. Viết CSS dự án không yêu cầu viết sát cũng không vấn đề gì, được chưa? Hoặc là có chuyển sang viết sát thì các bạn thấy nó cũng không quá khó, bởi vì cú pháp nó cũng giống CSS thôi. Đây, đó, rất nhiều dự án hiện tại cũng đang không không phải viết sát 100%, nửa nọ nửa kia. Đấy là những gì anh biết, được chưa? Rồi, ok. Thế thằng for x nó như thế nào? Thì anh sẽ nói về cái cuối cùng thôi, cái thứ bảy. Thì bản thân thằng for x nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết một cái câu chuyện như thế này. Anh vẫn lấy ở trên thằng for for. For. Đó. For gạch chấm html. Đó. Giả sử cùng câu chuyện này, ví dụ như ở trong file sát của cái thằng demo for này, anh định nghĩa ra một cái biến là ví dụ như là border. Đó, danh sách các border. Ví dụ không phải ông nào cũng có border giống nhau chẳng hạn. Anh có 5 cái border như thế này. Thằng thứ nhất thì màu này. Đó, cách là thằng thứ hai có cùng màu đấy, tăng được viền lên chẳng hạn. Thằng thứ ba. Thằng thứ bốn. Thằng thứ năm. Đó. Anh giả sử như vậy. Được chưa? Chúng ta có một cái biến như thế này, và mỗi giá trị của nó được bọc trong nháy đơn và nháy kép và cách nhau một khoảng trắng. Ok chưa các bạn? Bây giờ anh muốn là anh sẽ apply danh sách các border này vào đâu? Thì anh muốn là anh sẽ apply nó vào trong cái thẻ của chúng ta đi. Chúng ta muốn là thay đổi cái border của từng cái kiểu kia theo một cái khác, theo một cái hướng khác. Các bạn có hiểu ý anh không? Tức là chạy mỗi cái border kia nó sẽ theo một cái format khác nhau, tức là border sẽ tăng dần. Ok, vậy thì anh sẽ làm như thế nào đây? Thì anh sẽ định nghĩa như sau này. Apply vào này. Border 1 này. Chỗ này của chúng ta sẽ cần phải lấy ra được key nữa cơ. Rồi, chúng ta sẽ làm như thế này.
liên quan đến bài item kia, anh muốn ghép nó vào luôn, vì thằng border này nó duyệt một cái là sẽ lấy ra hết. Cú pháp của nó thì nó sẽ duyệt một cái lấy ra như thế này. For x của nó thì x thì nó sẽ lấy một cái biến là border của chúng ta có s kia, nó in mỗi lần nó in ra là in ra thông tin của một border như thế này, nó sẽ như thế này, nó gần như là in ở trong JavaScript ấy, duyệt mảng đấy, được chưa các bạn? Thì mỗi lần nó sẽ lấy ra từng cái giá trị này, được chưa? Và anh muốn là mỗi giá trị này của chúng ta khó nhờ, chỗ này thì giá như chúng ta lấy ra được key, nhưng thằng sát này lại không, nó không được linh động giống như là thằng kia, mà ở đây chúng ta lại không thể lấy ra được key các bạn ạ. Bây giờ anh xem nào. Đây anh sẽ lấy ví dụ như thế này để các bạn có thể. Chỗ này anh đang muốn demo để cho các bạn kết hợp giữa thằng for và for x ở đây. Ý anh là như vậy, nhưng mà đang có vẻ như là sẽ không được. Rồi ok, anh cứ chạy lên một cái đã. Ví dụ trong thằng for này của chúng ta nó sẽ có một cái ví dụ như là thẻ h 3 đây. Test for in SAS. Đó. Được chưa? Thì trong đây mỗi lần chúng ta duyệt cái này thì chúng ta sẽ lấy ra được thằng H3 sẽ có giá trị là gì. Cái này là nội suy biến nhé các bạn nhé. Border này này, nội suy biến này, đô la này, biến border. Đó. Anh sẽ build ra này. Các bạn sẽ thấy là file sát của chúng ta, file CSS của chúng ta, nó sẽ sinh ra cho chúng ta. Đó. Như thế này các bạn này, có vẻ đang hơi hơi nó sẽ phải cách nhau đây. Đâu nhỉ, file border for của chúng ta đây nó sẽ phải cách nhau như thế này, anh view lại nhé. Đó thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta dạng như thế này các bạn ạ. Đây. File for sat này. Đó, mỗi cái nó sẽ từ đó các bạn nhé, anh sẽ đổi lại cho nó khác nhau đi. Color tạm thời như vậy đã, build lại rồi sao không có chấm phẩy nhỉ, đây nó chấm phẩy đây. Đây. Đó, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta như thế này. Có bao nhiêu cái for thì chúng ta sẽ định nghĩa. Đây nó sẽ bị thừa như thế này. Anh đang chưa thấy là thằng sát này nó support cho chúng ta nó duyệt được cả key. Tạm thời anh đang chưa thấy như vậy. Đây. Màu đen đi. Thì đây là để cho các bạn hiểu được cái thằng for khi mà nó duyệt một cái chuỗi giá trị, một list giá trị như thế này thì nó sẽ chạy như thế nào. Anh đổi màu đi để chúng ta nhìn cho dễ đã. Đây,
Đó, cơ bản thì nó sẽ như thế này. Nội suy biến là như thế này này. Tức là các bạn nhìn thấy này. Ở đây này, chúng ta muốn lấy ra được cái biến border vào đây thì chúng ta sẽ cú pháp ở trong thằng sát nó sẽ là như thế này, và tên biến kiểu như vậy. Các bạn dùng theo cái cú pháp này. Được chưa? Rồi. Thì đây là những cái concept. Ngoài ra ở trong thằng sát ấy, nó có những cái khái niệm khác như là function, những cái hàm có sẵn của nó. Thì thực tế là thằng function ấy đôi khi nó sẽ giống với thằng mixin. Bởi vì sao? Bởi vì thằng mixin này của chúng ta cũng có tham số truyền vào, cũng dùng lại các thứ, thì đôi khi nó sẽ bị giống nhau. Tuy nhiên thì anh vẫn giới thiệu qua một chút về thằng function trước khi chúng ta chuyển sang một cái phần quan trọng tiếp theo. Thì anh sẽ nói về function đơn giản để các bạn có thể hiểu như thế này. Quay trở lại đây, các bạn quay trở lại đây. Ví dụ ở trong file app này của chúng ta, anh lấy theo file index nhé, demo này, index. Anh lười tạo file các bạn. Index, quay trở lại file index. Giả sử trong app này của chúng ta, anh muốn tạo ra một cái function. Anh muốn tạo ra một cái function để anh sử dụng. Ví dụ thì nó sẽ định nghĩa. Tổng quan anh sẽ để đây. Để định nghĩa khai báo function. Thì chúng ta sẽ khai báo theo một cái cú pháp, đó là function như thế này. Được chưa bạn? Và sẽ cách ra tên. Tên function. Được chưa? Và function của chúng ta chắc chắn rồi, có value truyền vào, gọi là param ấy. Có đối số truyền vào, có một hoặc nhiều nhé. Đó, anh viết như thế này để các bạn hiểu là chúng ta có nhiều tham số truyền vào. Ok chưa? Và return của nó thì nó sẽ là theo cú pháp là A còng. Được chưa các bạn? A còng, và nó tùy thuộc vào cái logic của các bạn mà chúng ta trả nó về cái gì ở đây. Được chưa? Sẽ là do logic. Đó, trả về. Được chưa các bạn? Return. Đó, anh lấy ví dụ ở đây. Return value chẳng hạn. Ok chưa? Thế quay trở lại đây. Quay trở lại file app.sat này, anh giả sử anh có một cái function là ví dụ anh sẽ để là set width. Ok chưa? Sat thì chúng ta sẽ viết như thế này. Đó, set width. Ví dụ anh để truyền một cái giá trị là width vào như thế này, DTH. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Và anh sẽ kiểm tra là nếu mà gì? Width lớn hơn 10 pixel, là sẽ như vậy, thì anh sẽ return là width. Chúng ta sẽ return như thế này, thiếu mất cái này, sẽ là width các bạn nhé, cộng với 20 pixel nữa. Đó, trái lại thì mặc định anh sẽ return bằng chính nó thôi. Đó, mặc định anh trả về chính nó, nếu nó không lớn hơn 10 thì anh trả về chính nó. Ok chưa? Được chưa các bạn? Nếu mà cái này nhỏ hơn 10 chứ, thì cộng thêm 20 xe, còn lớn hơn 10 thì không cộng. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì anh sẽ dùng cái set width này như thế nào? Quay trở lại đây. Ví dụ anh có một cái, ở đây anh có một cái gọi là div đi. Là container. Function insert. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Ví dụ anh sẽ định nghĩa cho thằng container chấm container của chúng ta, ví dụ anh đặt width cho nó, và anh sẽ dùng thằng set width. Được chưa các bạn? Hàm set width ở trên, và anh truyền vào ví dụ như là 300.
pixel. Đó, thì width sẽ là 300 đúng không? Chiều cao anh sẽ để là set width. Đó, set cho chiều cao ví dụ như là 50 pixel. Đó, font size. Ví dụ anh để vẫn dùng lại cái hàm set width, font size anh để là 8 pixel là 0 pixel đi. À, 1 pixel đi. Thì chắc chắn lúc này font size nó sẽ được cộng lên 21 pixel. Có đúng không các bạn? Bây giờ anh chạy nó lên nhé. Anh compile cái file app của chúng ta. Đó. Thì cái file này của chúng ta nó sẽ chạy lên như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Đây. Thì chúng ta xem này. Đây rõ ràng width nó bằng 300, 250 và font size là 21. Được chưa? Tại sao lại như vậy? Tại vì là theo cái công thức hàm này của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta truyền vào nếu lớn hơn 10, đây, lớn hơn 10, nhỏ hơn 10 thì mới cộng, và nó không nhỏ hơn 10 thì nó giữ nguyên giá trị. Thì thằng 300 với 50 sẽ được giữ lại cho width và 2. Còn đó thằng font size sẽ được cộng thêm 20 thì sẽ lên 21. Đây, đúng giá trị mà chúng ta đang cần này các bạn. Đây, được chưa? Và chúng ta set thêm một cái border. Để các bạn dễ nhìn thấy solid CCC. Để các bạn dễ nhìn thấy thì anh sẽ compile lại. Đó, thì thằng này của chúng ta nó sẽ có cái width như thế này. Rồi, thì đây là toàn bộ những thứ liên quan đến sát mà anh nghĩ là các bạn chỉ cần nắm như vậy đủ để chúng ta sử dụng cho cái dự án của mình. Ok chưa? Thì một câu hỏi đặt ra là vậy thì đây là cách chúng ta đang làm việc với sát gọi là ở mức rất là normal, và chúng ta đang build sát không theo một cái structure cụ thể nào cả, theo một cái concept cụ thể nào cả. Thì những cái này là những cái demo để anh giúp các bạn hiểu về từng cái concept thôi. Còn và các bạn thấy có một vấn đề là mỗi lần chúng ta muốn build, mỗi lần chúng ta muốn chạy compile thì sao? Thì chúng ta lại phải đi chạy cái câu lệnh sát này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra được một cái project mỗi lần chúng ta thay đổi code chúng ta sẽ nhìn thấy nó thay đổi ở trên trình duyệt luôn. Đó, hay là nó còn gọi là hot reload ấy. Được chưa? Hot reload. Thì chúng ta sẽ tạo nó ra như thế nào? Hot reload. Hay nói cách khác là chúng ta chạy sát ở trong project như thế nào? Sát trong project thực tế ấy. Trong project thực tế thì chúng ta sẽ chạy như thế nào? Thì anh sẽ hướng dẫn các bạn build một cái project chạy với sát nhé. Thì ở đây anh sẽ tạo ra một thư mục là project. Project. Được chưa các bạn? Anh sẽ tạo ra một project gọi là sát in project đi. Để các bạn có thể hiểu được. Ok chưa? Thì rồi ok, anh sẽ vào trong thư mục là sát in project. Chúng ta sẽ cùng nhau build các bạn nhé. Và ở trong đây anh sẽ tạo ra một cái file document gọi là file readme.md. Tức là cái file này nó sẽ giúp cho chúng ta cách để chúng ta build cái project này như thế nào. Được chưa các bạn? Chạy project này lên như thế nào. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ phải CD vào thằng sát. Thì cái step đầu tiên, đây cũng là cái hướng dẫn của anh để giúp các bạn có thể build được một cái project khi chạy sát nhé. Project for SaaS. Đó, được chưa? Thì cái step đầu tiên các bạn sẽ init project lên cho anh bằng npm init. Đó, các bạn chạy init lên cho anh như thế này. Được chưa? Đó, thì tương tự thì các bạn phải cd vào thôi, cd vào đúng thư mục của chúng ta đang ở này. Và các bạn chạy npm init, nó sẽ hỏi một vài cái thông tin. Bucket name là gì? Ví dụ anh để là Texas training. Đó, ok chưa? Version chúng ta giữ nguyên, description không có gì.
Đó, chúng ta giữ nguyên. Rồi, ok, được chưa? Thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã tạo ra được một cái project với một cái file bucket như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi build từng thứ một ở trong đây nhé các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sau khi mà chúng ta init xong thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ cài một cái, từng cái bucket lên. Anh sẽ nốt ở đây để các bạn có một cái follow để sau này các bạn làm luôn. Rồi, step 2 thì chúng ta sẽ đi cài từng cái bucket lên. Thì anh sẽ là into một vài cái như là node sat này. Chúng ta chạy run command này để chúng ta cài lên nhé. Cái này là anh làm quen nên là anh nhớ thôi. Sat một vài cái. Và các bạn chờ chờ save. Cái này chỉ dành cho chúng ta dev ở dưới thôi. Được chưa? Đó thì chúng ta chạy save cái này lên. Thì tất cả các bucket này sau khi các bạn into vào ấy, nó sẽ nằm ở trong thư mục node module. Đây nó sẽ sinh ra cho chúng ta một thư mục node module ở trong đây này. Cài nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Đó nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái thư mục node module. Được chưa? Thư mục này chúng ta sẽ không sửa. Chúng ta chỉ đọc thôi, nó giống như là kéo một cái thư viện về đấy. Và các bạn nhìn thấy là thằng sat nó sẽ được add vào đây chưa? Đang chưa thấy add vào, chưa chưa set rồi mà chưa thấy add. Vì nó chưa chạy chưa xong. Chờ một tí nhá. Đó, thì sau khi chạy xong cái này thì chúng ta chạy thêm một cái nữa. Chúng ta chờ một chút nhé các bạn nhé. Đây. Thì anh sẽ cùng các bạn build một cái project và lần sau các bạn sẽ các bạn cứ viết project bằng frontend này, các bạn sẽ làm một cho anh một cái project như anh hướng dẫn này này để chúng ta viết sát. Đang báo lỗi gì đây? À xong rồi. Ok, kiểm tra này. Đó, thằng NodeSat được add vào này. Được chưa các bạn? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta anh sẽ cài thêm một cái bucket khác nữa. npm into. Chúng ta sẽ chạy một cái là browser scene. Cái này để giúp cho chúng ta nó chạy tương đương với cái thằng serverline này. Có nghĩa là chúng ta chạy nó để chúng ta load trình duyệt. Mỗi lần chúng ta có thay đổi thì nó sẽ trên lại cái trình duyệt của chúng ta, nó load lại, được chưa các bạn? Khi chúng ta có thay đổi code đó thì anh intro vào, thì mỗi lần intro nó sẽ nằm ở trong đây nhé, nó sẽ nằm ở trong file bucket.json của chúng ta. Đó, được chưa các bạn? Anh đã cài vào rồi này. Tiếp theo anh sẽ cài thêm một cái nữa. À từ từ anh sẽ nốt cái này vào. Step 3 đấy. Readme này. Step 3 này. Đó, các bạn chạy run command này. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cài thêm một cái bucket nữa. Into on chain. Chúng ta save đây. Đó. Thì step 4 này. Chúng ta sẽ run command. Những bạn mà học ở lớp thực chiến ấy, thì các bạn sẽ quen với cái việc mà làm một cái document để cho người khác hiểu hơn là đi viết step như thế này, này. Init project kiểu kiểu như này. Bởi vì nó thực tế. Được chưa? Rồi tiếp tục nhá. Anh sẽ cài thêm một cái nữa. Step 5. Chúng ta sẽ run command. Thì sau này các bạn chỉ việc dùng thôi. npm run intro. Thêm một cái là npm run all. Đó, để sau này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chạy npm một lần và nó sẽ run tất cả những thứ mà chúng ta quy định. Quy định ở đâu thì lát nữa chúng ta sẽ quy định một cái script để chúng ta chạy. Npm
Đó, chúng ta sẽ cài vào. Đây, bỏ cái này đi. Được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ đến một cái là step 6 này. Chúng ta sẽ config. Script. Script để mà chúng ta run compile. Compile code sát to CSS. Đó, chúng ta compile một cái code sát to CSS thì chúng ta làm như thế nào? Đây, thì ở trong đây anh sẽ tạo ra một thư mục là src, và sau này trong thằng src này của chúng ta sẽ có một cái file là sát như thế này. Đó, chúng ta có những thư mục khác nữa, ví dụ như là img chẳng hạn, để chứa ảnh. Đó, được chưa các bạn? Và chúng ta có một cái file index, thì file index của chúng ta nó cũng sẽ nằm ở trong đây, trong chính project này. Index nó là file chạy chính, giả sử như vậy. Ok chưa? Giả sử sau này chúng ta sẽ có file JS các thứ nữa thì nó sẽ nằm ở trong src này. Được chưa? Đó, anh sẽ tạo ra một trang này HTML 5, thì đây nó sẽ là start in project. Cái này bắt buộc các bạn phải làm theo nhé, để các bạn hiểu, phải làm theo thì mới hiểu được cơ. Được chưa? Và ở đây anh sẽ tạo ra một file là app.scss. Đó, ok chưa các bạn? Thì làm thế nào để anh compile được code? Ví dụ trong đây anh có body, background là gray chẳng hạn. Làm thế nào để anh có thể compile được code của thằng file sát này? Đó, làm sao để chúng ta compile được cái file code này về, được chưa các bạn? Compile được cái file code này sang sát chứ, sang CSS. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi quy định những cái câu lệnh mà chúng ta sẽ compile. Ok chưa? Thì anh sẽ đặt một cái, đây này, chúng ta sẽ quy định cái script. Thì mặc định chúng ta đã có một cái script test ở đây này. Chúng ta xóa cái thằng này đi, được chưa? Chúng ta sẽ có một cái là start. Đó, thì anh sẽ đặt ở đây là npm, anh sẽ để là run trừ p như thế này, server. Đó, server viết thiếu như thế này. Watch nó sẽ lắng nghe cái gì? Thì nó sẽ lắng nghe những thay đổi của CSS. Được chưa các bạn? Đồng thời ở trên này chúng ta sẽ có một cái watch CSS. Thì cái watch CSS này nó sẽ lấy từ đâu? Nó sẽ bắt từ cái thằng bucket on chain kia. Được chưa? À, đến đường dẫn là gì? Thì đường dẫn của chúng ta đây sẽ là src. Chính là thằng này này. Đây này. Vào thư mục gì? Sass. SCSS. Đó. Và nó sẽ chạy tất cả những cái thay đổi trừ trừ npm run SCSS. Đó. Cách nhau dấu phẩy. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta cũng sẽ có một cái server như thế này. Một cái biến server này. Thì cái biến server này nó sẽ chạy cái gì? Cái biến server này nó sẽ xin, nó sẽ xin thằng browser. Được chưa? Xin có nghĩa là khi có thay đổi thì trình duyệt nó sẽ tự load. Được chưa các bạn? Và nó sẽ start, nó sẽ chạy start, nó sẽ chạy server lên với những cái file mà chúng ta sẽ cho phép nó thay đổi ở đâu, nhận được thay đổi ở trong file. Cụ thể đây chúng ta sẽ để là đích. Vì sao? Vì lát nữa anh sẽ giải thích. Đích CSS và chọn tất cả những cái file chấm sao chấm CSS là chọn tất cả các file là CSS ở đây. Được chưa? Được chưa các bạn? Phải. Và anh sẽ lấy ra tất cả những thứ mà nó là HTML chấm HTML như thế này. Đó. Ok chưa? Và trên cùng này chúng ta sẽ có một cái sát như thế này. SCSS. Thì chúng ta sẽ có một cái gọi là node sat, chính là cái module mà chúng ta vừa build đấy, vừa intro vào đấy, được chưa? Output từ đâu? Thì đây là cái để chúng ta quy định output khi mà chúng ta compile file CSS từ đâu ra, thì nó sẽ là
trừ trừ output style compress trừ đây là cú pháp của nó css src sang scss đó. Thì bây giờ anh sẽ chạy lên như thế này. Đây. Anh sẽ kiểm tra này, node start output. Ok, anh sẽ chạy cái command này lên, của chúng ta sẽ là sat info z này. Đó. npm run server. Đó, chúng ta sẽ chạy. Đó, các bạn nhìn thấy này. Đây, khi chúng ta chạy project này lên này. Đây. Anh sẽ để như này để các bạn nhìn thấy này. Đây, thì đây là cái project mà chúng ta đang chạy. Được chưa các bạn? Cái project mà chúng ta đang chạy ở đây. Đây. Thì sau khi mà chúng ta build xong thì chúng ta chạy npm run start. Anh cho to lên. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy với một cái domain là localhost cổng 3000. Được chưa? Đây. Cú pháp nhé. Chính là nó sẽ chạy vào cái lệnh start mà chúng ta quy định đây này. À, run server này. Thằng run server nó sẽ chạy start này. Nó sẽ chạy server này. Đó, và nó compile tất cả các file và lắng nghe mọi thay đổi. Được chưa? Đây. Đó, nó sẽ sinh ra cho chúng ta một trang này. Ví dụ, bây giờ chúng ta định nghĩa ở bên này. Đây. Anh định nghĩa trang index này của chúng ta. Ví dụ như là H3. Ví dụ như là build sat project structure. Đó, tạo một cái structure để chúng ta build. Đó, anh nhấn save cái thì nó sẽ lắng nghe ngay ở đây. Chúng ta không cần phải sang reload lại trang nhé. Ví dụ dưới này chúng ta sẽ có một cái small. À, learn by suntech.edu.vn. Save cái. Đó, nó sang luôn đây. Được chưa? Bây giờ giả sử bên này chúng ta tạo ra một file sat. Đây, trong file sat này chúng ta có một cái định nghĩa cho thẻ, ví dụ như H3 color của chúng ta là orange chẳng hạn. Đó, thì nó đã có màu đỏ rồi. Và chúng ta xem là nó đã build ra cho chúng ta thư mục đích chưa. Thì có vẻ như là đang chưa build các bạn ạ. SCSS, sorry. Đây sẽ phải là SCSS. Đó. Anh sẽ chạy lại nhé, bởi vì chúng ta đang quy định ở đây là thư mục SCSS này. Đó. Đích CSS và chạy compile từ SCSS. Thế nên là anh sẽ chạy lại cái terminal run kia để cho nó build lại. npm run server. À, server này, cái port này đang mở. Nó đang báo một cái lỗi các bạn ạ. Did it reread the npm being led to file? Data sat bucket json. À rồi. Chúng ta sẽ phải cd vào sat in project. Sorry, anh không cd vào nên nó vậy. Đây, chúng ta sẽ phải cd vào sat project như thế này. À, sat in project đó. Sau đó chúng ta run server lên. Khi mà run server lên thì các bạn sẽ thấy là thằng sat này nó đã được build ra hay chưa.
Có vẻ như là chưa được build các bạn. Cổng 301. Cổng nó đang là 301 các bạn. Đó. Để chúng ta test xem là có vẻ như là chúng ta chưa nhúng cả CSS vào. Nhưng mà bản thân anh thì đang thấy nó chưa build ra cơ. SCSS là đúng rồi em. SCSS đúng rồi. Run server thì sẽ chạy thằng này, start này, file này, dict, CSS, CSS. Anh sẽ tạo ra một thư mục dict. À sorry, đây, sẽ là dict. Anh sẽ tạo lại và anh lưu lại nhé. SCSS này. Đây, là compile ra này. Đây, có vẻ được này. Rồi, ok, trong đây chúng ta sẽ phải nhúng CSS vào. Sorry. Đây các bạn nhé. Thì nó sẽ là đích app.css là CSS. Và nick đó sẽ như thế này. Rồi anh sẽ run server lại này. Đó. Nó sẽ như thế này. Bây giờ anh thay đổi này, mỗi lần chúng ta code ở đây thay đổi nó phải thay đổi theo thì mới là đúng. Ví dụ như anh sửa file sát này của chúng ta. Background chẳng hạn là white. Hey, chưa nhận các bạn ạ. CD desktop SAS in project đó, nhưng mà chạy cái này thì là nhận này. Thì vấn đề của chúng ta là ở đây nó đang chưa chạy được cái thằng câu build này này các bạn này, đâu nhỉ? Đây, chúng ta đang chưa chạy được cái câu build này. SCSS này này. Đó. Rồi, ok, vậy thì ở đây này. Cái chỗ watch CSS này của chúng ta có vẻ là npm run SCSS, nhưng mà cái watch này thì đang chưa chạy. Server này, ok này. Watch2.cs đúng mà. Vì khi chạy thằng này này, nó chạy start. Start chạy đây thì nó sẽ chạy thằng này. PM runs start run server, các bạn chờ anh một chút nhé. Cái này do config thôi chứ không liên quan gì đến vấn đề khác cả. Đó, rõ ràng là run start server này nó cũng không build ra. Nó không build cho chúng ta được cái file sát ra, không compile được. Chúng ta phải chạy cái này nếu SCSS thì nó build ra. Đây này, sau đó chạy run server này, thì nó mới có màu. Có nghĩa là ở đây anh sẽ node start này, anh kiểm tra lại node start này, trừ trừ output style này,
đích đường dẫn build là đúng rồi này, đích CSS tất cả các file CSS, ok server side file này. Start, oh, chả sai gì cả. Nhìn ở đây theo kinh nghiệm của anh thì thấy không sai gì. Đây, chạy thằng này, SCS thì chạy ở đây rồi. Ok, npm run start xem nào. Rồi, ok anh sửa lại này, run start này. Anh sửa lại background thành orange. Không đổi các bạn ạ. Có vẻ không nhận. Cộng 32. Ok, cái phần config này anh sẽ xem lại nhé. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta sẽ build như thế này các bạn nhé. Và sau này chúng ta sẽ chạy nó bằng cái project này để các bạn build cho phần front end. Ví dụ sau này các bạn có thêm bất kỳ một cái thẻ gì vào đây thì nó cũng sẽ ok. Và cái phần sát kia của chúng ta nó cũng sẽ phải compile ra được. Test như thế này. Đó, thì nó sẽ phải nhận được cái file test ở đây. Kiểu như thế này. Mà không phải F5 lại. Thì tạm thời buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Anh sẽ update lại cái config. Nó chỉ do ở trong đây thôi các bạn nhé. Do cái cách mà anh đang đặt ở trong đây này, để chạy được những cái này này. Thì cái config này anh sẽ config lại và anh sẽ up lên Git cho các bạn. Thì sau khi mà các bạn lấy ở trên Git về thì các bạn làm cho anh một việc, đó là các bạn npm intro thôi, không phải làm các bước như ở trong cái file này nữa. Các bạn sẽ không cần phải làm các bước như ở trong đây nữa nhé. Mà sau khi các bạn lấy code từ trên Git về thì nó sẽ không có thư mục node module này. Thì ví dụ các bạn lấy về nó sẽ không có cái này. Thì các bạn npm intro lên cho anh bằng cách là các bạn chạy cái lệnh này. Đây này. Anh sẽ chạy lên này. Để các bạn hiểu hơn này. Thì sau khi lấy về này thì các bạn sẽ chạy npm intro như thế này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ cài và nó lại có thư mục node module ở trong project của các bạn. Đây, được chưa? Như anh vừa xóa rồi đấy. Rồi, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Thì đối với cái phần sát này thì nó là một phần rất nhỏ trong cái khóa này, nên là anh sẽ tạm thời là sẽ giới thiệu cho các bạn như thế này để các bạn đủ kiến thức để các bạn dùng sát. Ok chưa? Và cái quan trọng là các bạn build một project sát như thế nào để chúng ta dùng. Có rất nhiều các structure khác nhau mà các bạn có thể tham khảo ở trên trên mạng hoặc là trên trang Medium ấy, thì rất nhiều, mỗi người sẽ có một style khác nhau. Tuy nhiên đây là một cái style khá là dễ dùng để cho chúng ta build, được chưa? Thì trong thư mục sát này sau này các bạn có thể tạo ra nhiều thư mục khác nữa và các bạn import vào đây để dùng. Ví dụ như là biến rồi là mixing các thứ, các bạn tách nó ra. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Các bạn có câu hỏi gì không? Rồi ok, các bạn xem lại video nhé. Xem lại video và có bất kỳ một phần gì liên quan đến phần này các bạn hỏi anh nhé. Bởi vì đây cũng là một trong những cái skill rất quan trọng khi mà các bạn làm front end đấy. Có, chúng ta sẽ có project cuối khóa cho phần giao diện. Giao diện thôi đã nhé. Rồi ok, các bạn có thêm câu hỏi gì không?
cố gắng thực hành lại nhiều nhá các bạn nhá. Thực hành nó sẽ tạo ra được cái skill cho chính các bạn. Bởi vì skill nó chỉ có được khi mà các bạn thực hành và làm nhiều thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.